Thú vị và các bạn, nằm cạnh dòng sông Cái Bè và vườn cây trái bốn mùa đơm hoa cái trái xanh mát quanh năm, về thăm làng cổ Đông Hòa Hiệp thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang là một lựa chọn thú vị dành cho khách du lịch muốn sống lại ký ức xưa. Nơi đây có 7 căn nhà cổ trên 150 năm tuổi và gần 30 ngôi nhà trên 80 năm tuổi để du khách tha hồ trải nghiệm cảm giác quan mình vào không gian bí ẩn và nét kiến trúc độc đáo một thời của Nam Bộ xưa. Làng cổ Đông Hòa Hiệp thuộc xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là một địa điểm du lịch cộng đồng lý thú với 7 căn nhà cổ từ 150 cho đến 200 năm và 29 căn nhà cổ từ 80 đến 100 năm nằm rải rác trong các ấp của xã. Ở đây có những ngôi nhà cổ nổi bật như nhà cổ ông Cụ Soát, nhà cổ ông Kiệt, nhà cổ ông Bà Đức, nhà cổ ông Mười Võ. Ẩn mình giữa những vườn cây ăn trái sum xuê tạo nên vẻ đẹp bí ẩn, thu hút du khách ngay từ cổng vào. Nhà cổ Mười Võ được hoàn thành vào năm 1931 là một trong những công trình tiêu biểu cho kiến trúc nhà cổ Nam Bộ đầu thế kỷ 20. Nhà gồm 3 gian 2 trái, có 5 cửa vào nhà chính. Gian trước được che bằng sông gỗ, cột nhà nội thất đều làm bằng những loại gỗ quý như cằm xe, cẩm lai, khảm xà cừ giá trị. Hai cột giữa nhà trang trí hai câu đối bằng cây dừa cổ thụ, mang đại ý là gia chủ lấy đức tính trung hiếu làm đầu. Bà Nguyễn Thị Chảnh, 58 tuổi, con dâu đời thứ tư nhà họ Võ cho biết, dù gặp hư hại nhưng con cháu luôn cố gắng giữ những nét kiến trúc nguyên bản như thuở ban đầu. Khu này là, tôi kể là được 7 cái nhà cổ, và thành ra lúc đó là cái bên Nhật họ về, họ mới lập cái bằng làng cổ Đông Hòa Hiệp. Ngôi nhà cổ Bà Đức, 172 năm tuổi, được xây dựng vào năm 1950, nằm cạnh bên bờ sông Cái Bè. Nhà được xây dựng theo lối kiến trúc hài hòa giữa văn hóa Nam Bộ và Pháp. Nhà được cất cao 0,5 mét so với mặt đất, tạo điểm khác biệt với các nhà cổ cùng thời, thể hiện nét tinh tế về mặt kiến trúc của ngôi nhà. Bên trong căn nhà là những bộ nội thất gỗ quý, đặc biệt là chính bức tranh họa chính tỉnh miền Nam thuở bấy giờ. Trong đó, bức ở giữa chính là Cái Bè, với hình ảnh ngôi nhà thờ đặc trưng. Đến thời điểm này, hoa văn, nét vẽ đều được con cháu giữ gìn cẩn thận cho thế hệ mai sau. Mình cứ qua đời tới thứ tư rồi, thì mình quý nghe nói hồi trước cái làm nhà này đó là làm bằng tay không à, thủ công không á, chứ không có máy được như giờ. Thì bây giờ, ví dụ mà mình ở vậy, mình cũng gán giữ khi nào mà cái gì mà nó hư quá mình không có thể phục hồi lại thì mình mới sửa lại thôi. Ngoài ra, ở đây còn có luôn dịch vụ homestay để du khách trải nghiệm. Nếu có thời gian nhiều hơn, bạn có thể thuê xe đạp chạy trên những con đường nhỏ vào thôn xóm, ngắm cảnh, học nấu ăn hoặc là chỉ đơn giản là ngồi uống trà hàn huyên với bà con nơi đây. Những người dân nơi đây gìn giữ nhà cổ ông cha như cái cách mà họ yêu quý quê hương này, trân trọng cội nguồn, những gì mà tổ tiên đã để lại cho con cháu ngày nay.